Vâng, và xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Fastk. Ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho các bạn những thông tin rất là hot của tuần vừa qua. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay thôi nào. Chúng ta sẽ đến với tin tức đầu tiên liên quan đến Apple. Hiện tại thì Apple cũng đã công bố MacBook Air 13 inch và phiên bản 15 inch với con chip M3 và giá sẽ là từ $1,099 cho tới là $1,299 tương ứng. Apple thì đã công bố chính thức là MacBook Air M3 với phiên bản là 13 inch và 15 inch. Như vậy thì Apple họ cũng đã cắt đi cái phiên bản M1 rồi. Nên nếu mà được thì các bạn có yêu thích cái dòng MacBook Air M1 thì các bạn cũng có thể là sử dụng hoặc là mua ngay sớm cho mình nhé. Với phiên bản này thì chúng ta vẫn sẽ được trang bị những cái cấu hình tương tự như MacBook Air M2 mà thôi. Với cái phiên bản 15 inch thì chúng ta sẽ có cái mức giá là lên tới $1,299. Như vậy thì việc đổi ra tiếng Việt sẽ khoảng tầm từ 27 cho đến 28 triệu cho phiên bản thấp nhất. Và phiên bản cao nhất thì có thể lên tới là 32 triệu. Cả hai phiên bản này thì chúng ta sẽ đều được trang bị màn hình Retina với độ sáng lên tới là 500 nit. Đây là một độ sáng khá là cao nha các bạn. Với những cái màn hình thông thường ở laptop thì chúng ta sẽ có độ sáng khoảng từ 200 cho đến 300 nit. Màn hình này sẽ hỗ trợ 1 tỷ màu với thời lượng pin lên tới 18 giờ, Wi-Fi 6E, 2 cổng Thunderbolt và cũng như jack cắm tai nghe 3.5mm, camera Face ID với độ phân giải lên tới là 1080p và cũng như là có 3 mic, loa hỗ trợ Spatial Audio và cũng như là có Dolby Atmos và cũng như là có cả Touch ID. MacBook Air thì sẽ có 4 phiên bản màu, mình sẽ để ở trên hình ảnh để các bạn có thể theo dõi, là màu nửa đêm này, màu midnight và cũng như là màu ánh sao, màu xám không gian và cũng như màu bạc. Chúng ta thì có thể đặt trước từ ngày 28 ở một số quốc gia. Tuy nhiên thì đến ngày 8 tháng 3 thì chúng ta sẽ có trên tay chính thức ở những cái quốc gia đó. Còn ở Việt Nam thì theo mình được biết khoảng tầm từ ngày 12 đến ngày 15 thì chúng ta cũng có thể đặt hàng được rồi. Tuy nhiên thì nếu các bạn nào mà không yêu thích những cái dòng MacBook lắm thì Apple họ cũng có thông báo ở dưới cuối cái phần thông tin ấy. Thì cuối năm nay chúng ta sẽ có hàng loạt các cái mẫu iPad mới. Và tất nhiên rồi, chúng ta sẽ có cái mẫu iPhone 16 mới đây. Mình cũng đã thông tin cho các bạn ở một cái số lần trước. Chúng ta đến với thông tin thứ hai liên quan đến Nothing Phone 2A. Như vậy thì cũng đã có công bố là sẽ chạy con chip Dimensity 7200 với thiết kế khá là trong suốt này và cũng như giá khởi điểm lên tới khoảng 329 euro. Với phiên bản Nothing Phone 2A này thì cái tên ấy các bạn có thể thấy được nó khá giống so với những cái phiên bản của Pixel, ví dụ như 7A, 8A phải không nào? Và với phiên bản này chúng ta sẽ có con chip Dimensity 7200 Pro, màn hình sẽ là AMOLED 10 bit màu và lên tới kích thước là 6.78 inch, tốc độ là mới 120Hz như thông thường mà thôi, và camera sau sẽ là 50 chấm. Nhìn chung đây là một mẫu máy mà các bạn có thể show ra là cái mặt lưng của nó với cái mặt lưng trong suốt và cũng như là có một vài cái thiết kế nó khá là khác biệt và chạy thuần Android gốc. Và tuy nhiên thì đối với mình với những dòng máy này thì nếu mà được các bạn sẽ mua về làm máy sưu tập mà thôi, chứ còn hầu hết chúng ta sẽ không sử dụng máy này làm máy chính đâu. Với phiên bản 8/128GB thì chúng ta sẽ có mức giá lên tới là 329 euro, khoảng tầm 8,8 triệu Việt Nam đồng. Và phiên bản 12/256 sẽ có mức giá là 379 đô. Và phiên bản 12/256 sẽ có mức giá là 379 euro và đổi ra tiền Việt khoảng tầm hơn 10,1 triệu Việt Nam đồng. Rồi, và chúng ta sẽ đến với tin tức tiếp theo nào. Vào ngày 11 tháng 3 tới đây thì sẽ có phiên bản Samsung Galaxy A55 và A35. Và Samsung Ấn Độ thì cũng đã xác nhận là ngày ra mắt là ngày 11 tháng 3 rồi. Tuy nhiên thì ở Việt Nam có thể là phải cuối tháng 3 chúng ta mới có những thông tin về máy về ở Việt Nam. Galaxy A55 thì dự kiến sẽ có chipset Exynos 1480 cùng với màn hình là OLED kích thước 6.5 inch, độ phân giải Full HD Plus và tần số quét là 120Hz. Nhìn chung thì với con chip Exynos 1480, nhiều bên cũng có đưa ra rằng là cái hiệu năng của nó sẽ là khoảng tầm con chip Snapdragon 888. Tuy nhiên thì theo mình, với những con chip Exynos thì xưa giờ mình không đánh giá quá cao về mặt trải nghiệm khi mà nhiệt độ cũng như là độ ổn định của nó vẫn chưa được khẳng định cho lắm. Galaxy A35 thì cũng sẽ đồn đại là mang từ con chipset Exynos 1380 và yếu hơn một chút, khoảng tầm là con chip Snapdragon 870 ấy, bằng với hiệu năng của con chip đó. Và màn hình sẽ là Full HD Plus 120Hz, tương đồng so với con Samsung Galaxy A55. Như vậy thì khi mà các bạn sở hữu một cái phiên bản cao cấp hơn là Samsung Galaxy A55 thì chúng ta chỉ có một vài những thay đổi về mặt camera, về mặt trải nghiệm khi mà con chip bên trong nó mạnh hơn một chút mà thôi. Còn hầu hết là về màn hình, về ngoại hình sẽ không thay đổi quá nhiều đâu. Mình sẽ để một vài những cái thông số kỹ thuật của cả hai máy để các bạn có thể tham khảo. Và như chúng ta có thể thấy được rằng là việc mà có nâng lên bộ nhớ trong, có nâng lên một chút về camera thì cũng không thay đổi cục diện quá nhiều đâu. Chúng ta vẫn sẽ có camera là camera chính 50 chấm, nhưng có một cái phần camera ultra wide ấy, thì nó sẽ
nâng cấp hơn một chút, từ 8 chấm lên 12 chấm mà thôi. Mình không đánh giá quá cao về những cái camera phụ như này, nhưng camera chính giữ nguyên là quá ổn rồi. Các bạn có thể lựa chọn phiên bản Samsung Galaxy A35 là cũng có thể đảm bảo những nhu cầu của chúng ta rồi. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ đến với tin tức cuối cùng liên quan đến iOS 17.4. Như vậy thì toàn bộ các máy ở thị trường Việt Nam cũng đã có thể cập nhật lên phiên bản mới nhất này. Nhưng ở thị trường EU thì sẽ được ưu tiên hơn khi mà Apple phát hành cái thị trường này. Chúng ta sẽ có một cái bản cập nhật để hỗ trợ các cửa hàng ở bên ứng dụng thứ ba. Ở Việt Nam thì không có những cái dòng máy mà chúng ta có thể cài được app bên thứ ba đâu, mà các bạn vẫn phải sử dụng ở trên App Store. Rồi và cho phép bất kỳ trình duyệt nào không phải là Safari vẫn có thể tải được bất kỳ công cụ nào mà nhà phát triển ở bên thứ ba hỗ trợ. Tuy nhiên thì vẫn có một cái sự cho phép của Apple ở đây thì các bạn mới có thể sử dụng được, có thể làm ra được những app bên thứ ba như vậy. Người dùng ở EU thì cũng có thể sử dụng NFC và cũng như là những cái ví thanh toán ở bên trong cái chiếc iPhone của chúng ta mà không cần phải thông qua Apple Pay, và các bạn có thể áp bất kỳ ví nào mà Apple Pay có hỗ trợ là được. Rồi và như vậy, trên đây là toàn bộ những thông tin suốt một tuần vừa qua, và những thông tin này mình đánh giá khá là hot. Nếu các bạn thấy clip này hay và hữu ích thì đừng quên like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của Fastkey. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.